Chiều 24 tháng 1 năm 2015, Trung tá Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Công an huyện Trữ Gạo tỉnh Tiền Giang, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ 12 công nhân nhập viện nghi là do ngộ độc sau khi ăn chiều tại công ty Jacovina đặt tại xã Bình Ninh, huyện Trở Gạo. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 1, bệnh viện Đa khoa Trung tâm huyện Trữ Gạo tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 12 bệnh nhân có biểu hiện và các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, đau bụng và tiêu chảy. Các bệnh nhân này đều là công nhân của công ty Jacovina ở xã Bình Ninh, huyện Trữ Gạo. Đại diện của công ty cho biết, vào lúc 17 giờ 30 công ty có tổ chức ăn chiều cho hơn 300 công nhân gồm nuôi nấu thịt heo và rau xanh. Đến 19 giờ thì có hơn 10 công nhân có biểu hiện chóng mặt và đau bụng. Các công nhân này được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm huyện Trợ Gạo để theo dõi và điều trị. Nguồn nguyên liệu để chế biến thức ăn cho công nhân được chị Lê Thị Cẩm Sương ở xã Đăng Hưng Phước, huyện Trợ Gạo mua từ nhiều nguồn trên thị trường về chế biến. Hiện các cơ quan chức năng huyện Trợ Gạo đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong năm qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và hộ gia đình. Nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm này là do thức ăn chế biến không đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.